trận chiến này mà nó nổ ra ở Biển Đông, Đài Loan, rồi nó sang có cái nạn đói toàn cầu, tại vì tất cả những cái tàu hàng và máy bay sẽ không có vận chuyển được, thì có nhiều sự thiếu thốn và chết chóc. Tội nghiệp cái ông Zelensky, ổng lên ổng yêu cầu xin thế giới 1% vũ khí của những nước Âu Châu là NATO á, để cho ổng, để ông chống lại tụi con cháu của thiên ma, để cứu toàn cầu. Thấy cái lời xin khẩn của ổng đâu có quá đáng gì đâu, ổng cũng cứu luôn mình nữa mà, ổng cứu luôn, nếu mà ổng mà thắng Nga thì Trung Cộng đâu có dám đánh Đài Loan. Còn mà lưng khưng 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 cái này á, rồi Mỹ không nhảy vô thì Trung Cộng sẽ đánh Đài Loan, thì lúc đó Thế chiến thứ ba sẽ nổ, thì lúc đó là 10 chết 7 còn 3. Việt Sinh thì cái lực của Việt Sinh một phần thôi, mà ở ngoài đời á, hiện giờ người ta vẫn chưa có thức tỉnh, vẫn chưa có ngộ, vẫn nhiều người chưa biết cha là ai, vẫn chưa biết mẹ là ai, còn một đống người vẫn hôm nay nè vẫn tiếp tục lên mạng xỉa xói việc nhiều lắm, rồi nó tạo ra những cái mạng nó nói rất là phạm thượng nghịch thiên. Những gì Kiệt nói toàn là có lợi cho tất cả mọi người và có lợi cho linh hồn của mình. Ở thế gian này mình không cần biết mình giàu có mấy nghìn tỷ như Putin, hay là mà bao nhiêu tiền của như Bill Gates, Michael Jackson nổi tiếng, hay là cả những người có chức quyền cao trong tất cả chức vụ lãnh đạo. Khi chết, cái thần hồn á, đi về đâu mới quan trọng, và có bị hai người đến kè không, hai có hai người kè là mệt á, là không có tự tại rồi, thì cái đó mới là quan trọng. Thì những gì Kiệt nói là Kiệt lo cho cái ngày của đó của quý vị đó, chứ còn quý vị sống thì dĩ nhiên là ngày mai mình chưa dính Covid thì mình đâu có sợ, thì đến khi mình dính Covid rồi thì lúc đó nó đã muộn rồi, nó nằm trong cơ thể mình rồi. Cả cái chuyện mà thiện giả nghiệp và phước cũng vậy. Hôm nay chuyện nói quý vị thức tỉnh, quý vị quay đầu lại thì không có tạo nghiệp nữa, thì có nghĩa là cái máu của mình nó đã bị chặn lại, mình băng lại rồi, thì mình không có bị chết. Thì Kiệt nói là mình khi mà 2 năm nay những người mà hiểu Kiệt nghe Kiệt á, là ngưng lại, ngưng làm những chuyện ác, bắt đầu làm những chuyện thiện. Thì khi mình mất đi á, thì cha mẹ của mình là hai vị này sẽ rước mình về thiên đàng. Còn nếu mà hôm nay cha mẹ đưa tay xuống rồi kêu Kiệt thảy cọng dây, rồi mặc áo phao cứ lội đi cứu quý vị hoài, mỗi lần mà Kiệt lội gần mà vớt quý vị lên á, thì quý vị đạp Kiệt văng ra, không chịu đưa tay thì làm sao Kiệt cứu được. Đó là ý Kiệt nói như vậy. Thảo Phan nói: chú Kiệt ơi, cô Hằng có thoát được kiếp nạn này không? Chú đã nói mấy tháng trước, và cái clip hồi bữa chú quay ở trên núi ấy, là thế gian này có một người cứu cổ thôi mà, có một người thôi, không có người thứ hai, người đó là ai biết rồi đó. Mấy nam mình cứu là bằng cách nào, là mình chỉ khấn thôi. Tất cả hiện bây giờ Kiệt đã thường nói hoài à, mọi chuyện thế gian, mà những YouTuber, những người mà nổi tiếng trên mạng đều mang nhiệm vụ của cha và mẹ xuống trần, thì mình là người mình làm cái gì á mà mình không có biết. Nhiều lúc mình quá chớn, mình không biết mình có nhiệm vụ á, thì mình đi quá chớn thì là giống như kiểu của chỉ vậy đó. Cho nên bây giờ chỉ có một cái là cần mười mấy cây nhang của Kiệt á. Nhân như bữa Kiệt cứu bên Ukraine cũng vậy, mười mấy cây nhang khấn lên cái là đống xe tăng nó thành đống tủ lạnh liền, mấy chục cây số thành tủ lạnh, để kéo dài ra với của tới ngày hôm nay, để cho cái tình huống nó thay đổi. Mục đích của mình nó không có tránh khỏi